Mặc dù đã có những dự báo khả quan, nhưng người trồng hồ tiêu vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Để đạt hiệu quả trong canh tác, nhà vườn cần chăm bón thế nào cho cây hồ tiêu ngay từ đầu vụ? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 30 tháng 4 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam.